Namaste. Hi, Trang Quan Yoga xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày thứ 10 trong chuỗi yoga dành cho người mới bắt đầu. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào một trong những bài tập vô cùng cơ bản và quan trọng trong yoga. Đó là bài tập chào mặt trời. Nó được đặt vào bài thứ 10 vì nó sẽ kết nối toàn bộ những cái bài tập chúng ta đã thực tập với nhau trong vòng 9 bài trước. Trong bài chào mặt trời thì nó hội tụ đầy đủ cả những cái tư thế gập trước, ngả sau, những cái hít thở bụng, hít thở ngực, siết bụng, vân vân. Thì bài chào mặt trời này nó có tác dụng rất là toàn diện vì nó giúp tác động lên toàn bộ các cái cơ bắp trong cơ thể. Nó giúp làm tăng sự lưu thông tuần hoàn máu não, đồng thời nó cũng kích hoạt các cái luân xa trong cơ thể để giúp cho cái nguồn năng lượng trong cơ thể được lưu thông. Và nó cũng và những cái luân xa này thì cũng tương ứng với những cái hệ nội tiết quan trọng trong cơ thể. Cho nên bài chào mặt trời là cái bài tập rất là tuyệt vời để cân bằng lại cái nội tiết trong cơ thể của chúng ta. Và với những cái lợi ích tuyệt vời như thế thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách thực tập bài tập chào mặt trời. Trong buổi thứ 10 hôm nay thì chúng ta sẽ thực tập bài tập dễ nhất là bài tập chào mặt trời A. Sau đó vào hai buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ tập bài chào mặt trời B và bài chào mặt trời cổ điển. Chúng ta sẽ cùng nhau khởi động một xíu cho cơ thể của mình nó được ấm lên. Hãy đan bàn tay lại và xoay cổ tay. Xoay cổ tay vòng tròn. Rồi khớp vai và cổ. Từ từ ấn bàn tay vào phía trong và xoay cái cổ tay của xoay cái khuỷu tay của mình. Các ngón tay hướng vào phía trong rồi nhìn về phía trước. Chúng ta hít một hơi thật sâu, nâng ngực lên này, thở ép vai phải xuống và xoay đầu mắt nhìn lên trần nhà. Hít vào, nâng đầu lên, thở ép vai trái xuống, xoay đầu nhìn lên trần nhà. Hít vào, nâng đầu lên, thở ép vai phải xuống, mắt nhìn lên trần nhà. Hít vào, thở vai trái xuống, cảm nhận sự dễ chịu của cuộc sống. Hít nâng đầu lên, thở vai phải xuống. Hít nâng đầu lên, thở vai trái xuống. Rồi hít nâng đầu lên, chụm hai bàn chân với nhau, kéo cái mông của mình ra phía sau. Hai tay cầm lấy hai ngón chân cái, lắc đầu gối lên và xuống. Nhớ giữ lưng thẳng nha. Quạt lên xuống và cảm nhận cái sự vận động của khớp hông, khớp gối, khớp cổ chân. Rồi, bây giờ bắt chéo hai chân và duỗi lưng một tí xíu. Từ từ chống bàn tay xuống sàn. Rồi sau đó đẩy mông lên cao, để vai sâu xuống và di chuyển gót chân lên và xuống. Rồi bây giờ từ từ mình duỗi lưng này. Hãy tách hai bàn chân rộng hơn vai. Rồi ép vai xuống về tư thế chó úp mặt. Sau đó từ đây hít vào nhấc gót chân lên, đẩy vai về ngay cổ tay của mình. Thở từ từ, chu mông lên trần nhà và đè vai sâu xuống, ép vai, duỗi dài lưng, chỏ úp mặt. Rồi tiếp tục hít vào, nâng đầu lên. Thở chu mông ra phía sau, đè vai sâu xuống. Hít vào, nâng đầu lên. Thở chu mông ra phía sau, ép vai sâu xuống. Rồi lần cuối. Thở chu mông ra phía sau, ép vai sâu xuống. Rồi bây giờ từ đi bộ hai chân về giữa hai tay, chung đầu gối. Rồi sau đó đặt tay lên đùi gần gối và xoay gối vòng tròn. Xoay hướng ngược lại. Rồi từ từ nâng người lên và tách hai chân rộng bằng vai. Rồi sau đó từ từ chúng ta đặt hai tay cạnh hông và xoay khớp hông vòng tròn.
xoay thành vòng tròn lớn nhất. Xoay hướng ngược lại. Rồi từ đây bạn giữ cho hai bàn chân thẳng hàng với hai hông của mình, nhấc các ngón chân lên, bám chặt xuống sàn, gót chân lên, ấn chặt xuống sàn. Rồi từ từ mình siết nhẹ bụng lại và ra hướng hai bàn tay sang hai bên. Rồi chuẩn bị, hít vào ta vươn bàn tay lên, đồng thời nâng ngực lên này. Thở từ từ ta chu mông ra phía sau và gấp người xuống. Và ở đây nếu như bạn gập xuống mà cái lưng của mình nó bị cong như thế này ấy, thì hãy co gối lại và áp bụng về đùi. Còn ai, nếu ai có độ dẻo tốt thì hãy hướng trán hẳn về cẳng chân như thế này. Rồi từ từ chúng ta ấn bàn tay xuống sàn, hít vào nâng đầu lên. Rồi từ từ nín hơi, rút bàn chân ra phía sau về tư thế chống đẩy. Tư thế chống đẩy được thực hiện như sau: cổ tay này nằm ở ngay dưới bả vai của mình này, rồi cái mũi chân phía sau nó vuông góc với mặt thảm và lưng đầu cổ trên một đường thẳng, cơ bụng được siết lại. Thở từ từ ta hạ đầu gối xuống sàn. Rồi từ từ chúng ta chuẩn bị hạ 8 điểm xuống sàn, mình thường gọi là hạ gối ngực cằm xuống sàn. Nó sẽ như sau: sẽ đẩy người về phía trước này, rồi sau đó co khuỷu tay và hạ ngực cằm xuống sàn, mông nhô lên. Tuy nhiên với người mới nếu mà xuống như thế này thì một số người không dễ dàng để xuống, cho nên là có cái cách xuống thứ hai, đó là từ tư thế cái bàn này, bạn hạ cái bụng xuống và nằm úp hẳn xuống, nằm úp hẳn xuống luôn. Sau đó mình hạ cái cằm xuống và nhô cái mông lên trần nhà, khép cùi chỏ về ngực, đúng rồi. Sau đó hít vào, duỗi hạ cái bụng xuống, duỗi cái chân ra phía sau, rồi từ từ nâng đầu lên và khép khuỷu tay lại về tư thế rắn hổ mang. Tư thế rắn hổ mang này thì mình đã tập trong cái bài tập ngả sau. Chúng ta ấn bàn tay xuống sàn này, nâng cằm lên, thấp vai xuống. Rồi, thở từ từ ta chống mũi chân, co gối, đẩy mông lên cao về tư thế chỏ úp mặt, đè vai sâu xuống. Rồi từ từ chung gối, nhìn về giữa hai tay. Hít vào ta bước hoặc nhảy về giữa hai tay, đồng thời ấn bàn tay nâng đầu lên. Thở ra hướng trán về cẳng chân. Nếu không thể gập sâu được, bạn luôn luôn có thể trùng đầu gối. Hít vào vươn bàn tay lên, cào chắp tay lại. Thở hạ tay xuống trước ngực. Tiếp tục hít vào vươn tay lên, thở chu mông ra sau gấp người xuống. Hít ấn bàn tay nâng đầu lên, nín hơi rút chân ra sau. Thở hạ gối ngực cằm. Ai khó xuống có thể nằm úp xuống nhô mông lên. Rồi hít hạ bụng xuống, duỗi chân sang hai bên và rướn cằm lên, khuỷu tay co lại. Thở chống mũi chân và đẩy mông lên cao, đè vai sâu xuống. Từ từ chung gối, nhìn về giữa hai tay. Hít vào bước hoặc nhảy về giữa hai tay, nâng đầu vai lên. Thở gập sâu người xuống. Hít sải tay lên, vươn lên cao và chắp tay lại, rướn bàn tay lên trần nhà. Thở hạ tay xuống trước ngực. Tiếp tục hít vào vươn tay lên, thở chu mông ra sau gấp người xuống. Hít ấn bàn tay nâng đầu lên, nín hơi rút chân ra sau. Thở hạ gối ngực cằm.
ai khó xuống có thể nằm úp xuống nhưng không mông lên. Rồi hít hạ bụng xuống, duỗi chân sang hai bên và rướn cằm lên, khuỷu tay co lại. Thở, chống mũi chân và đẩy mông lên cao, đè vai sâu xuống. Từ từ chung gối, nhìn về giữa hai tay. Hít vào bước hoặc nhảy về giữa hai tay, nâng đầu vai lên. Thở gập sâu, người xuống. Hít sải tay lên. Vươn lên cao và chắp tay lại. Rướn bàn tay lên trần nhà. Thở hạ tay xuống trước ngực. Tiếp tục hít vào vươn tay lên. Thở chu mông ra sau gấp người xuống. Hít ấn bàn tay nâng đầu lên. Nín hơi rút chân ra sau. Thở hạ gối, ngực, cằm. Ai khó xuống có thể nằm úp xuống nhưng không mông lên. Rồi hít hạ bụng xuống, duỗi chân sang hai bên và rướn cằm lên, khuỷu tay co lại. Thở, chống mũi chân và đẩy mông lên cao, đè vai sâu xuống. Từ từ chung gối, nhìn về giữa hai tay. Hít vào bước hoặc nhảy về giữa hai tay, nâng đầu vai lên. Thở gập sâu, người xuống. Hít sải tay lên. Vươn lên cao và chắp tay lại. Rướn bàn tay lên trần nhà. Thở hạ tay xuống trước ngực. Rồi bây giờ hãy tập trung vào hơi thở này. Hít vươn tay. Thở gập sâu, người xuống. Hít nhấn tay nâng đầu lên. Nín hơi rút chân ra sau. Thở hạ gối, ngực cằm xuống sàn, nhô mông lên cao. Hít vào rắn hổ mang. Đẩy cằm lên trần nhà, thấp vai xuống, khuỷu tay co. Thở, chống mũi chân và đẩy mông lên cao. Trở úp mặt, đè vai sâu xuống. Từ từ chung gối, nhìn về giữa hai tay. Hít vào, bước hoặc nhảy về giữa hai tay. Nâng đầu vai lên. Thở gập sâu, người xuống, hướng trán về cẳng chân. Hít vươn tay lên cao. Thở hạ tay trước ngực. Hít vươn tay. Thở gập sâu, người xuống. Hít nhấn tay nâng đầu lên. Nín hơi rút chân ra sau. Thở hạ gối, ngực cằm xuống sàn, nhô mông lên cao. Hít vào rắn hổ mang. Đẩy cằm lên trần nhà, thấp vai xuống, khuỷu tay co. Thở chống mũi chân và đẩy mông lên cao. Trở úp mặt, đè vai sâu xuống. Từ từ chung gối, nhìn về giữa hai tay. Hít vào, bước hoặc nhảy về giữa hai tay. Nâng đầu vai lên. Thở gập sâu, người xuống, hướng trán về cẳng chân. Hít vươn tay lên cao. Thở hạ tay trước ngực. Hít vươn tay. Thở gập sâu, người xuống. Hít nhấn tay nâng đầu lên. Nín hơi rút chân ra sau. Thở hạ gối, ngực cằm xuống sàn, nhô mông lên cao.
hít vào rắn hổ mang, đẩy cầm lên trần nhà, thấp vai xuống khuỷu tay co, thở chống mũi chân và đẩy mông lên cao, trở úp mặt đè vai sâu xuống, từ từ chung gối nhìn về giữa hai tay, hít vào bước nhảy về giữa hai tay, nâng đầu vai lên, thở gập sâu người xuống, hướng tán về cẳng chân, hít vươn tay lên cao, thở hạ tay trước ngực, tiếp tục hít vươn tay lên, thở hạ tay xuống. Rồi từ đây bạn hít vào nhấc bàn tay và gót chân lên, thở chung đầu gối đồng thời hạ bàn tay xuống và từ từ hạ mông xuống, rồi rút mông ra phía sau, giữ cho người thẳng. Chúng ta thư giãn cơ thể bằng một số tư thế gập người, từ từ kéo mông ra phía sau và móc bàn chân lên cao, rồi từ từ hít vào vươn cả hai tay lên, nâng ngực, thở từ từ trườn người về phía trước. Những ai không gập được sâu hãy co gối áp bụng về đùi, những ai gập được xuống hãy trườn tán về cẳng chân và giữ ở đây. Cảm nhận sự dễ chịu của vùng lưng, cảm nhận sự căng giãn của kheo chân phía sau cẳng chân. Rồi, chuẩn bị thoát khỏi tư thế, hít vào vươn bàn tay lên và thở hạ tay xuống phía sau, chống xuống sàn, từ từ tách hai bàn chân rộng bằng hai vai, ấn đầu các ngón chân xuống sàn, bàn chân xuống sàn, chuẩn bị nâng hông lên, hít vào nâng hông lên mà giữ cho lưng đầu cổ trên một đường thẳng, cao mông tí nữa. 5 4 3 2 1, thở hạ hông xuống. Rồi từ đây tay giữ cho người thẳng, lắc nhẹ người qua hai bên, giúp thư giãn vùng vai và lưng. Rồi vỗ vào vùng thắt lưng. Mình vướng cái máy ghi âm ấy nên là mình không vỗ được mạnh, còn mọi người có thể vỗ cho nó vào cái vùng thắt lưng nó mạnh hơn một xíu để giúp cho cái vùng thắt lưng của mình được thư giãn. Rồi, bây giờ từ từ bạn nằm ngửa xuống sàn, co gối, hai tay kéo gối về ngực. Rồi, day nhẹ thắt lưng xuống sàn, cảm nhận sự dễ chịu của vùng lưng. Và từ đây tách rộng hai tay, hai chân, chuẩn bị thư giãn Savasana. Hãy từ từ hướng ý thức của mình về hơi thở. Khi hít vào, ta thấy bụng phình lên. Khi thở ra, ta thấy bụng xẹp xuống. Hướng hai bàn tay cách 45 độ so với thân người. Lòng bàn tay hướng lên trần nhà. Gót chân được đẩy ra 2 mét thẳng. Cảm
nhận sự thư giãn của toàn bộ thân người khi được trải thẳng lên mặt thảm. Cảm nhận sự thư giãn lan tỏa khắp cơ thể. Cảm nhận sự thả lỏng và dễ chịu của toàn bộ thớ cơ trên cơ thể. Hãy đưa ý thức về đầu các ngón chân. Cảm nhận sự thư giãn của lòng bàn chân. Bàn chân của tôi đang được thư giãn. Hai bắp chân của tôi đang thả lỏng và thư giãn. Tôi thư giãn đầu gối, đùi và cẳng chân. Cẳng chân, đầu gối, đùi của tôi đang chìm sâu vào sự thư giãn. Tôi thư giãn khớp hông. Khớp hông của tôi thật khoan khoái và dễ chịu trong tư thế này. Khớp hông và khung xương chậu của tôi đang chìm dần vào sự thư giãn và tĩnh lặng. Những căng thẳng, mệt mỏi trên khớp hông và cẳng chân của tôi được đẩy ra bên ngoài. Tôi thư giãn vùng thắt lưng. Vùng thắt lưng là nơi phải chịu nhiều mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Đây là giây phút mà tôi chăm sóc cho vùng thắt lưng của tôi. Thắt lưng đang được thả lỏng, đang được thư giãn. Tôi cảm thấy thật khoan khoái và dễ chịu ở vùng thắt lưng trong tư thế này. Tôi thư giãn ổ bụng và các cơ quan nội tạng. Tôi thả lỏng và thư giãn. Tôi cảm thấy thật dễ chịu khi bả vai, lồng ngực đặt xuống sàn. Tôi thư giãn tim, phổi. Tôi thư giãn lồng ngực, bả vai của tôi đang chìm sâu vào sự tĩnh lặng. Những căng thẳng, mệt mỏi được thải bỏ ra bên ngoài. Thư giãn. Cảm nhận sự thư giãn của lòng bàn tay, các ngón tay, cánh tay, lòng bàn tay và các ngón tay của tôi đang chìm sâu vào sự thư giãn và tĩnh lặng. Cảm nhận sự thư giãn của vùng vai, cổ. Vùng cổ, vai, gáy của tôi đã phải làm việc mệt mỏi cả ngày. Và sau bài tập yoga và giây phút tĩnh lặng này, vùng cổ, vai, gáy của tôi đang trở nên thật dễ chịu, thật khoan khoái. Tôi thư giãn khuôn mặt, các cơ bắp trên mặt. Tôi hoàn toàn thả lỏng. Tôi thư giãn tâm trí và bộ não. Bộ cơ thể và tâm trí của tôi đang chìm sâu vào sự thư giãn và tĩnh lặng. Tôi tận hưởng mỗi hơi thở vào và mỗi hơi thở ra. Tôi hít vào thật sâu.